chào hai người bạn mới vào. Mà đề cập sơ về cái vấn đề nhân quyền, dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Nói thêm về một cái chút về dân chủ nhân quyền. Thì về cái dân chủ nhân quyền thì vừa rồi á, cái tổ chức Freedom House á, là ở Mỹ, có cái trụ sở ở Mỹ á, thì lên tiếng về cái tự do nhân quyền của ở Việt Nam. Thì đối với cái tổ chức đó, bản thân thì cũng không có quan tâm lắm. Tại vì hầu như là năm nào cái tổ chức đó nó cũng nói về cái vấn đề mà dân chủ nhân quyền ở Việt Nam hết trơn. Đấy, đó. Mà ở đây theo cái quan điểm mà cái nhân quyền của bản thân á, thì cái quyền đầu tiên, quyền hàng đầu là cái quyền được sống. Và quyền tiếp theo là quyền được mưu cầu hạnh phúc. Mà có rất là nhiều quyền, nhưng mà cơ bản á, thì những một số cái quyền đó, quyền được học hành, quyền được tự do đi lại, quyền được tự do ngôn luận, đó thì là như vậy. Chứ còn cái quyền ở đây là nói ở Việt Nam chúng ta trước đi, thì về cái quyền được sống thì ở Việt Nam đó là cái quyền được đặt lên hàng đầu. Đấy, khẳng định như vậy, về cái tính mạng của con người. Bằng cái thực tế như cái đợt dịch vừa rồi, chính phủ chúng ta, đảng, nhà nước chúng ta quyết định là hy sinh kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Đó là một cái bằng chứng, và cái thực tế đã làm, chúng ta đã thấy được rồi. Cả cái hệ thống chính trị đều vào cuộc. Đấy, cả hệ thống chính trị vào cuộc để chúng ta chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đấy, thì đưa cả quân đội vào để phục vụ cái đời sống cho nhân dân là chúng ta thấy được rồi. Còn cái quyền mà được mưu cầu hạnh phúc, thì trong cái quyền mưu cầu hạnh phúc là có nhiều cái vấn đề, là được tự do ngôn luận, tự do đi lại, được quyền được học hành, quyền được cống hiến. Thì ở Việt Nam không có một cái cơ quan tổ chức hoặc là một cái cá nhân nào mà ngăn cản những cái quyền đó hết. Đấy. Thì ở đây mà nếu mà kể ra thì nếu mà chúng ta, anh em ở trong nước á, thì ai cũng biết được là những cái quyền đó của chúng ta thoải mái, chúng ta không có bị hạn chế. Đấy. Nhưng mà ở đây nó muốn nói về những cái thành phần xuyên tạc. Nó lên trên Facebook, nó tham gia các cái diễn đàn phản động, diễn đàn chống phá đất nước, chửi bới xuyên tạc, chửi bới lãnh tụ của chúng ta. Mà nó nói là Việt Nam không có tự do ngôn luận. Đó là một cái điều cực kỳ vô lý. Nếu mà không có tự do thì ngày hôm nay anh có thể lên chửi bới đảng, nhà nước, có thể chửi bới lãnh tụ được. Thì tất nhiên là nếu không có quyền tự do ngôn luận thì ngày mai anh đã vô tù ở rồi. Đó. Nhưng mà từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm kia, có rất nhiều thành phần theo Tân Thái Ban Nhi Chương từ 5-6 năm trước tới bây giờ vẫn còn. Và lên là toàn bộ là xuyên tạc, nói xấu. Thì như vậy á, không có tự do ở đâu. Thế nào mới gọi là tự do? Đó. Bằng cái luận điệu cực kỳ láo toét và những cái thành phần tiếp tay ở trong nước á, cho bọn chúng á, cũng mở miệng rã ra là không có quyền tự do ngôn luận. Đấy, không có tự do internet, mà hết tham gia các cái diễn đàn phản động rồi thì quay trở về lại tự mở livestream ra tiếp tục chửi bới và lôi kéo một số thành phần. Mà đặc biệt cái đám này là nó nguy hiểm ở cái chỗ là ở tại Việt Nam tiếp tay cho những cái luận điệu xuyên tạc đó của những cái thành phần ở hải ngoại, rồi tìm cách lôi kéo bạn bè, hàng xóm, tạo ra một cái phong trào, gọi là chống đối nhà nước. Đấy. Chúng nó nâng cao quan điểm tất cả mọi cái vấn đề. Đấy. Thì cụ thể như là có cái vụ mà 15 con chó. Có một cái cớ để cho tụi nó là để cho tụi nó. Em chào anh Bằng, anh đã vào chưa? Để nó nói. Nhưng mà ở những cái nước khác, mạng người hàng ngày đang bị đe dọa. Cái việc mà xả súng bắn giết người á, nó khắp nơi trên thế giới, khủng bố vân vân, thì chúng nó không bao giờ đề cập tới. Và cũng tôi đã có những cái cuộc giao lưu với những cái thành phần đó, mở diễn đàn không những là 1, 2 mà 3, 4 lần. Anh chuẩn bị tinh thần đi chứ, mở cái livestream 6 người thì em mới lên được, còn lại nếu mà 2 người thì em lên không được, của em bị hạn chế rồi, còn của em còn mỗi lên được mỗi cái kia thôi. Thì thì tôi hỏi là vấn đề là cái tính mạng con người hàng ngày của anh Nam Phong cũng không có thấy gì. Của em như máy của em nó hạn chế hết trơn rồi, có ít người có camera lắm, nãy giờ là không có thấy ai có luôn. Thì giữa tính mạng của con người như vậy với tính mạng của những con chó, thì tại sao chúng ta không lên tiếng bảo vệ những cái con người đã chết oan chết uổng bằng những cái vụ mà đâm chém, bằng những cái vụ mà xả súng, bằng những cái vụ khủng bố ở khắp nơi trên thế giới? Dạ. Mà chúng ta lại đi dựa vào cái vấn đề 15 con chó để xúc phạm, chửi bới chính quyền, thậm chí là kể cả đảng và nhà nước Việt Nam luôn. Thì đó là một cái lý gì? Đó. Và những cái câu hỏi đặt ra thì chúng nó sẽ không bao giờ mà nó trả lời. Nó lươn lẹo, nó bằng cách này bằng cách khác. Chúng nó đổ lỗi cho cái việc mà những cái con người chết ở trên thế giới đó thì đã có người khác lo rồi. Vậy thì những cái bản thân của những cái người mà mở cái diễn đàn ra là bú farm 15 con chó đó thì lấy tư cách gì mà đi nói cái chuyện ở Việt Nam, thấy không? Ở ngay những cái đất nước những cái thành phần đó đang ở, thì cái áp bức, cái bất công đang xảy ra hàng ngày hàng giờ như vậy thì là họ không có quan tâm, thì họ đi quan tâm những cái vấn đề khác. Đấy, còn là cái nói thêm về cái tổ chức Freedom House này thì ban đầu đó là nó được thành lập năm 1941 của vợ của một vị tổng thống là Roosevelt. Thì nếu tôi nhớ không lầm ở đây là cái vị tổng thống làm tới 4 nhiệm kỳ. Vị tổng thống duy nhất của nước Mỹ làm tới 4 nhiệm kỳ. Đấy. Thì vợ của ông ta mới thành lập ra cái tổ chức này. Và ban đầu cái tổ chức này được coi là ủng hộ cái phe phát xít, ủng hộ phát xít Đức và cái phe trục. Phe trục thì có Đức, Ý, Nhật. Đó là cái phe trục, ba cái nước chính. Đấy, thì ban đầu là như vậy. Và họ ngăn cản nước Mỹ tham gia Thế chiến thứ hai. Đó, họ ngăn cản nước Mỹ tham gia cái Thế chiến thứ hai. Thì tới sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thì cái tổ chức này ra một cái đạo luật về liên quan tới vấn đề nhân quyền ở trên toàn thế giới. Đấy, thì tiền thân của nó là một cái phe được cho là ủng hộ phát xít Đức và phe trục. Thì sau khi chiến tranh thế giới kết thúc thì lại chuyển qua cái vấn đề là nhân quyền. Thì họ quan sát và có những cái kết luận về nhân quyền của các nước khác trên thế giới, các nước khác trên cái thế giới. Và đặc biệt á, là trong những cái năm gần đây á, sau khi cái chế độ xã hội chủ nghĩa phát triển trên thế giới, thì họ cùng với chiến lược diễn biến hòa bình thì họ xoáy sâu vào những cái nước xã hội chủ nghĩa, phe xã hội chủ nghĩa. Thì sau khi tới Liên Xô sụp đổ và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, thì những cái năm gần đây thì chúng nó tập trung rất nhiều vào những cái đất nước đối lập, đặc biệt là những nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó là có Việt Nam ta. Thì năm nào chúng nó cũng ra những cái bản chỉ trích về nhân quyền, đánh giá về nhân quyền ở các nước khác trên thế giới, và Việt Nam chúng ta thường là nó nằm ở trong cái top mà không có nhân quyền. Thì mà ở đây thì khi chúng ta nghe những cái lời mà đánh giá của Freedom House thì chúng ta cũng phải tìm hiểu thêm những cái tổ chức khác nữa. Thì trong cái nếu mà chúng ta tìm hiểu như vậy, quá trình chúng ta sẽ phát hiện ra các cái tổ chức chống phá ở nước ngoài chúng nó đang dậm chân lên nhau. Đấy, có một cái tổ chức á, thì lại nói là Việt Nam là một cái nước là không có văn hóa trên không gian mạng, tức là người Việt của chúng ta lên không gian mạng chúng ta tự chửi tục nhiều quá. Rồi một cái tổ chức á, thì đánh giá là Việt Nam chúng ta là nằm trong top những nước sử dụng smartphone, tức là điện thoại thông minh. Thì đơn giản như vậy, chúng ta hiểu đơn giản là điện thoại thông minh đi. Và cái tổ chức á, thì đánh giá Việt Nam chúng ta là nằm trong top những người sử dụng mạng xã hội. Còn ông kè mà Freedom House á, thì ông kết luận một câu xanh rờn là Việt Nam không có tự do Internet. Đấy, thì chúng ta tổng kết lại mấy cái tổ chức kia thì đánh giá nào là không có văn hóa trên không gian mạng, rồi nào là sử dụng smartphone, rồi nào là cái top của sử dụng internet. Thì ông Freedom House này, ông dựa vào cái cơ sở nào ông kết luận là Việt Nam lại không có internet? Vậy thì lên trên mạng bằng niềm tin nè. Không có tự do thì làm sao mà có người tham gia gọi là chửi tục hoặc là phát ngôn ở trên không gian mạng mà lại đánh giá họ là không có văn hóa. Đó, khi đã đánh giá họ không có văn hóa rồi ở trên không gian mạng rồi thì tại sao lại bảo là không có tự do ngôn luận, không có tự do internet? Đó là một cái điều rất là nghịch lý. Và chính Freedom House lại lên án, có một cái bài viết đó, gọi là trong cái đợt dịch vừa rồi có rất nhiều người bị xử lý vì tung tin không đúng sự thật trong đại dịch Covid. Đấy, thì ngay tự nó là nó đã tự tát vào mặt của mình rồi. Trong cái báo cáo về nhân quyền thì nó bảo là Việt Nam không có tự do internet. Rồi trong cái nhận xét về cái vấn đề mà dịch á, thì nó lại nói là có rất nhiều người bị xử lý do tung tin sai sự thật về đại dịch Covid. Đó là cho chúng ta thấy được là cái sự tào lao mía lao của một cái tổ chức gọi là tổ chức nhân quyền, tổ chức nhân quyền của thế giới. Thì từ những cái mâu thuẫn đó thì chúng ta đặt lại cái câu hỏi, cái tổ chức Freedom House này nó dựa vào cái gì mà nó có quyền phán xét? Em chào anh Nhàn. Dựa vào cái gì mà nó có quyền phán xét về nhân quyền của tất cả các nước khác trên thế giới? Thì ở những cái nước khác tôi cũng không quan tâm, mà tôi chỉ đặt câu hỏi là dựa vào cái quyền gì để phán xét về nhân quyền của Việt Nam? Đó là cái tổ chức Freedom House là như vậy. Mà trong khi á, trong khi bản thân của anh thì câu trước dẫm câu sau, thì những cái thành phần, những cái luận điệu xuyên tạc thì đó là một cái đặc trưng cố hữu, một cái đặc trưng cơ bản nhất của những cái thành phần của những cái luận điệu xuyên tạc. Kể cả những cái thành phần lên trên không gian mạng ra rã như vậy thì cũng câu sau dẫm câu trước. Và kể cả một cái tổ chức được thành lập từ năm 1941 tới nay thì cũng đều như vậy. Ở đây cho chúng ta thấy như vậy, tại sao nó lại câu sau dẫm câu trước mà câu trước dẫm câu sau? Tại vì mục đích của nó là nó gây chia rẽ, gây mất đoàn kết, tạo ra cái sự mâu thuẫn. Cho nên nó dựa vào thời cơ, dựa vào sự kiện để nói, để xuyên tạc. Thì chính vì dựa vào cái thời cơ, chính vì dựa vào cái sự kiện để xuyên tạc, cho nên mới có cái chuyện mà câu sau dẫm câu trước, tự vả vào mặt mình. Nói mà thô tục tí xíu thì gọi là nhổ nước bọt ra tự liếm lại, là như vậy. Đấy. Cái đánh giá chung của một năm á, là Việt Nam không có tự do Internet. Nhưng mà khi có những cái thành phần lợi dụng mạng Internet để xuyên tạc, để nói xấu, để chống phá, để kêu gọi lật đổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử lý, thì chúng lại rêu rao là có rất nhiều thành phần bị bắt, bị xử lý. Thì đã không có tự do Internet thì làm gì có người nào lên Internet mà bị xử lý như vậy. Cho nên là chúng ta thấy được cái bản chất thật của tụi nó là tụi nó chỉ mục đích duy nhất là muốn chống phá cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá cái chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nó tạo ra cái mâu thuẫn. Và có nhiều cái thuyết âm mưu. Ở bên cạnh đó thì bản thân cũng thấy là có lý thì cũng muốn chia sẻ để mọi người cũng nắm thêm. Như ví dụ như là chúng ta giờ đặt ra cái trường hợp nếu đất nước Việt Nam chúng ta loạn thì ai mới là người có lợi nhất? Đấy. Đây là một cái câu hỏi thật sự chúng ta cần phải suy nghĩ. Đấy. Chúng ta biết rồi cái vị trí địa lý của chúng ta nằm ở đâu. Khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á của chúng ta có những cái nước nào. Và cái tư tưởng bá quyền là những nước nào. Trong cái thời đại kinh tế thị trường này là chúng ta thấy được. Và nước Mỹ hiện nay thực tế ra sao? Đó là vấn đề chúng ta phải suy ngẫm. Đấy. Thì khi đất nước Việt Nam chúng ta loạn, không phải là những cái thành phần chống cộng cực đoan về đây mà dẹp loạn đâu. Không phải là cái thành phần chống cộng cực đoan nó sẽ kêu gọi Mỹ và liên minh các nước khác nhảy vào Việt Nam đơn giản như vậy đâu. Và lịch sử thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy có những kẻ ngông cuồng tuyên bố sáng ăn cơm Hà Nội, trưa là ăn cơm Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, cho nên là đừng có mở miệng ra nói là bài Tàu hay là chống Tàu hay cái gì đó. Mà thực tế kể cả những cái thành phần chống cộng cực đoan và những cái thành phần dân chủ cuội ở trong nước đang tạo cơ hội cho ai đó thì mọi người tự suy nghĩ luôn. Đấy. Đất nước mà sát biên giới người ta gọi là bán bà con xa mua láng giềng gần. Cái từ bà con ở đây chúng ta hiểu cái nghĩa là những cái người có quan hệ máu mủ ruột thịt. Em chào anh Vạn Lý. Có cái máu mủ ruột thịt, đó là bà con. Còn chúng ta bán bà con xa mua láng giềng gần, thì cái người láng giềng là người gần gũi nhất. Khi chúng ta xảy ra cái chuyện gì, chỉ trong khi cái tối lửa tắt đèn, những người mặc dù là có liên hệ máu mủ ruột thịt với chúng ta, nhưng mà khi ở xa thì cũng không thể nào mà kịp thời ứng cứu cho chúng ta được. Cái láng giềng gần đó, khi chúng ta có cái chuyện gì thì người láng giềng họ sẵn sàng là họ qua họ giúp đỡ ngay. Đó là trong cái mối quan hệ của cá nhân ở trong xã hội thôi. Chứ còn cái mối quan hệ quốc gia từ đó suy rộng ra để chúng ta nắm được, chúng ta hiểu được. Đó. Chúng ta nắm được, hiểu được về cái mối nguy hại và cái thực tế khi đất nước chúng ta chậm phát triển, đất nước chúng ta rối loạn. Thì kẻ được lợi là ai? Thì đối với chúng ta, những cái người dân phần nhiều đều ghét Trung Quốc, ghét Tàu. Đấy. Thì đây là một cái lời cảnh tỉnh cho mọi người. Riêng bản thân tôi cũng ghét. Đối với người Mỹ, trong cái tư tưởng của tôi là cái tư tưởng căm thù ít hơn cái Tàu. Trong bản thân tôi là như vậy. Còn tôi ghét là Tàu với Ngụy. Đương nhiên là cũng không thể nào mà phủ nhận được cái chuyện thực tế nó đã diễn ra rồi. Thời Trần mạnh như vậy, hùng mạnh như vậy, anh hùng như vậy là một trong những cái trang sử vàng vẻ vang của dân tộc. 3 lần chống quân Nguyên Mông. Nhưng mà cũng có Trần Ích Tắc, cũng đầu hàng theo giặc phương Bắc. Đó. Đương nhiên ở cái thời nào cũng vậy, cũng có người yêu nước mà cũng có người sẵn sàng làm tay sai cho giặc. Thì đó là cái vấn đề thực tế của xã hội này, không có cái gì là vẹn toàn. Đấy. Nhưng mà làm sao á, cái vấn đề đại cục là chính. Thì từ cái chỗ mà chúng ta phá hoại, chúng ta tạo ra cái sự chia rẽ, chúng ta làm cho mất đoàn kết nội bộ, chúng ta không có cái tinh thần dân tộc, chúng ta không có cái ý chí thống nhất, thì chúng ta vô tình tạo cho kẻ thù của chúng ta rất là nhiều cơ hội để chống phá. Và chúng ta nhìn ra Biển Đông, những cái năm gần đây cứ ở thế giới có một cái điểm nóng nào xuất hiện ở trên thế giới thì Trung Quốc âm thầm lặng lẽ xua tàu xuống Biển Đông. Tức là thằng Trung Quốc nó rất là khôn. Nó dựa vào những cái sự kiện. Đấy, nó dựa vào những cái sự kiện ở trên thế giới. Khi ánh nhìn của các nước khác trên thế giới bị thu hút thì thằng Trung Quốc nó quấy phá ở Biển Đông, sẽ không ai để ý ở đó nữa. Chào anh Danh 34. Đấy, không có ai để ý nữa thì bắt đầu nó quấy phá. Và bài học trước mắt đó, thì tại sao những cái người ở hải ngoại họ có điều kiện tiếp xúc với văn minh, với khoa học kỹ thuật tiên tiến phát triển hàng đầu thế giới, tại sao họ không có trau dồi hoặc là họ giáo dục con cái họ, định hướng cho con cái của họ học tập cho thật giỏi để trở về phục vụ cho quê hương đất tổ. Đó là một cái việc làm tốt thay, lành thay. Tại sao họ không làm? Họ lúc nào cũng mở miệng ra tổ quốc thì trường tồn, đất nước thì trường tồn, nhưng mà chế độ chỉ là nhất thời. Nói câu đó mà các người đã hiểu cái câu đó chưa? Cái thiếu của Việt Nam chúng ta là cái cơ sở, cái nền tảng để phát triển khoa học kỹ thuật. Thì nếu mà tư tưởng của các anh chị, các bác, các chú ở hải ngoại như vậy, thì thế hệ của các bác, các chú cũng là lớn rồi, thì thế hệ con cháu của các bác, các chú có điều kiện để học tập, để giúp cho đất nước Việt Nam phát triển. Tại sao các bác, các chú không định hướng cho con cháu của mình như vậy? Để quay trở về vực dậy cái cái vị thế, cái nền khoa học của Việt Nam chúng ta phát triển lên. Đấy. Các người lên án chỉ trích là vì cái gì? Khi lên án chỉ trích thì trước hết các người lên án chỉ trích về những cái chính sách, thì các người phải có những giải pháp thay thế. Nếu chống phá về cái đường lối chính sách thì các người nên có những cái biện pháp thay thế. Và Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn luôn lắng nghe, tiếp thu mọi cái ý kiến đóng góp. Và một cái đảng cực kỳ thấu hiểu. Thấu hiểu là ở đây là ở chỗ nào? Là ở cái chỗ lắng nghe, tiếp thu, sẵn sàng sửa đổi nếu cảm thấy là cần thiết. Nếu cảm thấy có lợi ích cho nhân dân là họ làm. Bao nhiêu năm rồi, không phải là 1-2 ngày. Và cái thực tế đã chứng minh á, họ làm được. Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo dân tộc Việt Nam này đang từng bước đi lên, và đi lên trên chính cái bàn chân của mình. Chào anh ơi Việt. Đó, chứ không phải là họ dựa vào bất cứ một cái ngoại lực nào, cái sự viện trợ nào. Thì người Việt Nam đang được hưởng cái độc lập, người Việt Nam đang được hưởng cái tự do do chính máu xương của các thế hệ cha anh đã nằm xuống. Thì tới cái thế hệ con cháu là những người được thừa hưởng, kể cả những người đi theo cái chế độ cũ ngày xưa. Cộng sản đâu có đánh đuổi các cô, các bác, các chú, các bác đâu. Các chú, các bác muốn qua đất nước ABC để định cư, họ cho các chú, các bác đi. Họ có thủ tiêu là các chú, các bác đâu. Vậy thì các chú, các bác lại chửi họ ác là ác cái chỗ nào? Thì thiết nghĩ nếu mà bây giờ tư tưởng của các chú, các bác còn muốn chống phá cái đất nước Việt Nam này nữa thì các bác quá ích kỷ, quá hẹp hòi. Phải có cái nhìn thoáng. Ở cái xã hội nào cũng đều có cái bất công của nó. Không có xã hội nào là hoàn mỹ vì cái yếu tố con người. Đấy. Có những cái con người mà suốt đời họ chỉ vì một cái đam mê, họ cống hiến hết mình, họ quên đi những cái lĩnh vực khác. Nhưng mà cũng có những cái người thích hưởng thụ. Hôm nay được đi nhậu là uống bia, ngày mai uống rượu đế, hôm nay ăn thịt hươu, ngày mai ăn thịt bò, ngày mốt thì ăn thịt dê. Cho nên là trong một cái xã hội không thể nào mà đồng nhất một cái tư tưởng, một cái ý chí, nó rất là khó. Và ở đây á, trong cái môi trường quân đội là cái môi trường là khá nhất, là ở chỗ xây dựng cho một cái tập thể là cùng một ý chí. Quân với dân một ý chí, toàn quân một ý chí. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là điều họ đã làm được. Để bảo vệ sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Đó. Cho nên là không phải là ở đây chúng ta không đấu tranh, mà chúng ta có quyền đấu tranh với những cái sai trái. Những cái sai trái không ai nói cả. Khi chúng ta đấu tranh với những cái sai trái, thậm chí còn được ủng hộ. Đấy. Thì cũng muốn nhắn gửi cho các chú, các bác ở hải ngoại. rằng là ở đất nước chúng ta cái chữ nhân nó để hàng đầu. Đấy. Đảng, nhà nước cũng như là người dân của Việt Nam, nói thẳng ra bản thân tôi cũng cực kết với những cái thành phần chống cộng cực đoan, thậm chí là bằng những cái lời lẽ thô tục để chửi họ luôn. Nhưng mà nói tóm lại, chửi thì chửi vậy thôi, chứ thực tế ví dụ như là khi họ về Việt Nam mà họ không có nói những cái lời đó thì bản thân cũng coi như là quên đi. Mặc dù ngày hôm qua mới chửi nhau, nhưng mà hôm nay khi thấy người ta mình nói chuyện đàng hoàng đâu đó thì bản thân cũng coi như quên đi. Dạ đúng rồi anh. Thì họ cứ nói là họ yêu dân, yêu thương dân lắm, họ cảm thấy dân khổ là họ đau xót lắm. Nhưng mà thực tế họ đang chống phá đó, thì chống phá đất nước chúng ta thì làm cho cái kinh tế của chúng ta không phát triển, làm cho kinh tế chúng ta bị trì trệ. Thì chào Bảo nha, thì là người dân của chúng ta chịu cực chịu khổ thôi. Thực tế của họ là họ đang lợi dụng vào cái vấn đề đó, cái chiêu bài rất là cao cả đó, nhưng mà vô tình họ đang đẩy dân của chúng ta để đi vào cái bần cùng, đẩy dân của chúng ta vô cái thế đường cùng để cho họ uất ức, họ quậy phá, họ chống phá, gây cho cái rối loạn. Mà cái rối loạn thì như Myanmar đó bây giờ là cái bài học ở trước mắt rồi đó. Đó. Đó, thì lên chia sẻ ở trên mạng thì tôi tranh luận cũng rất là nhiều người. Có nhiều người thì họ chấp nhận khi cái quan điểm của họ đưa ra, thì cũng có nhiều người lươn lẹo né tránh. Họ chỉ muốn là đạt được cái mục đích ban đầu họ đưa ra thôi, chứ còn lại những ý kiến trái chiều và bằng những cái lập luận, bằng những cái dẫn chứng cụ thể thì họ lại bỏ qua. Họ cho đó là đang xuyên tạc, đang không đúng sự thật, và những lời chỉ có những lời của họ là đúng sự thật mà thôi. Đấy, và đặc biệt là có rất là nhiều gương của những cái người ở cái chế độ cũ ngày xưa, nhưng mà họ không có trốn chạy cộng sản, họ ở lại và có những cái cống hiến rất là lớn. Đấy. Và cái xã hội có tốt đẹp hay không là do ý thức của mỗi người dân của chúng ta, chứ không phải là xã hội nó tốt đẹp là nó do cái đảng nào đâu, chỉ là một phần thôi. Đấy. Còn cái quay trở lại cái vấn đề nhân quyền, tại sao ở Mỹ gọi là một cái chế độ đa đảng? Thì trước đây cũng có rất là nhiều cái bài phỏng vấn đối với các vị lãnh tụ của Việt Nam rồi. Đó. Thì cái quan điểm là cứ không phải là nhiều đảng là nó có nhiều nhân quyền, không phải có nhiều đảng là nó có nhiều cái tự do. Ở đây ví dụ cụ thể là nước Mỹ đi, nó có rất là nhiều đảng, nhưng thực tế chỉ có hai đảng thay nhau cầm quyền, đó là đảng Tự do và đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và là đảng Cộng hòa. Thì ông kẻ Dân chủ, ổng liên quan tới vấn đề mà khai thác tài nguyên, thì ổng không ký vào cái luật mà gọi là giảm thải hiệu ứng nhà kính, tức là gây ô nhiễm môi trường, làm cho hiện tượng là trái đất bị nóng lên. Thì nếu mà tham gia ký vào đó thì những ông Dân chủ, ông không lẽ ông giảm cái sản lượng tài nguyên khai thác à? Đấy, không ký vào đó. Rồi cái ông Cộng hòa thì cái việc mà tại sao ở nước Mỹ có tự do, có nhân quyền thì hàng ngày ai cũng sắm súng để trong nhà làm gì? Và tại sao lại phải sắm vũ khí, súng ống để ở trong nhà? Riêng Việt Nam không có một cái người nào mà tàng trữ vũ khí hết. Nhưng mà tính mạng người dân ở Việt Nam không có một người nào bị đe dọa. Nếu mà manh nha thì lập tức là có chính quyền, có công an họ vào cuộc, họ xích lại ngay những cái thành phần mà hổ bão đó ngay. Thì đặt lại cái trường hợp á, tại sao người Mỹ họ lại phải sắm vũ khí? Dạ đúng rồi anh. Họ phải sắm vũ khí. Họ đóng thuế cho chính quyền, họ nuôi police. Thì police ở đâu khi cái tính mạng của họ bị đe dọa? Các cảnh sát Mỹ ở đâu khi tính mạng của người dân bị đe dọa mà họ phải sắm súng? Một người vậy sắm 2-3 cây luôn, lên trên mạng khoe luôn có 2-3 cây. Xin chào Thu Hiền nha. Đó, một người 2-3 cây luôn. Không lại sắm súng để bắn chim hay là sắm súng cho ai hay sao? Bỏ ra hà, bỏ tiền ra mua súng cũng đâu có ít. Xin chào bạn Thật. Đấy. Và có phải là người Mỹ không biết rằng á, là cho mọi người sử dụng súng như vậy á, thì sẽ đe dọa tới tính mạng của người khác không? Và bằng chứng cụ thể nhất là các cái vụ xả súng hàng loạt, xả súng giết người hàng loạt, mà cái đau đớn nhất là những cái vụ xả súng đó bây giờ nó tới trẻ con, trẻ em ở trong trường học rồi. Thì trẻ em thì chưa có quyền mua súng, nhưng mà ở đây cái súng ở đây chắc chắn là chỉ vác súng của cha mẹ rồi. Đó anh mà ở Việt Nam thì vác súng vào cả trường học, xả súng vào bạn bè vô tội vạ như vậy, và một cái đứa trẻ ở cái tuổi vị thành niên. Cái tài khoản này nó cũng đang hạn chế, không còn không like gì được luôn, không đăng hình được luôn, mà lại được một cái chức năng duy nhất đó là livestream mới ghê cái nick này. Rồi thì cái việc xả súng như vậy thì cái tính mạng, nếu mà chúng ta nghĩ đơn giản, đặt trường hợp con cái của mình đi học và bị bạn bắn chết thì các người có đau không? Nó vậy thì nhân quyền nó nằm ở đâu? Khi cái quyền được sống không được bảo vệ mà luôn các người cứ ra rã rằng là nước A không nhân quyền, nước B không nhân quyền, không tự do, nước C không tự do. Đấy. Đó là một cái sự nghịch lý rõ ràng như vậy. Vì cái quyền hàng đầu của con người là quyền được sống. Khi đã con người, nếu mà anh đã nằm xuống rồi thì không còn một cái thứ gì ở trên đời này có giá trị nữa đối với người chết. Đó. Nhưng mà tại sao người Mỹ không cấm sử dụng vũ khí đi? Nói thôi, các anh đó làm cày hàng tháng, hàng năm đóng thuế cho chúng tôi rồi, chúng tôi ăn thuế từ các anh, tính mạng của các anh cứ để cho chúng tôi lo, chúng tôi bảo vệ cho, không cần phải sắm súng nữa đâu. Nhưng mà nếu mà nói vậy thì sao? Những cái tập đoàn sản xuất vũ khí bán cho ai? Đây, ở đây thì thêm một cái nguyên nhân nữa là tại sao hiện nay ở trên thế giới, ở cái thế kỷ 21 rồi mà tiếng súng nó vẫn nổ đì đùng ở nơi này nơi khác. Trên thế giới chưa một cái giây phút nào, chưa một cái ngày nào nó ngơi cái tiếng súng. Đúng rồi bạn Thật. Nó chưa ngơi tiếng súng. Thì ở đây chúng ta có quyền đặt ra một cái thuyết âm mưu là có những cái thành phần nó... Ok anh Ai Bà Việt. Có những cái thành phần đang thao túng. Đấy, chỉ hai vấn đề đơn giản thôi. Một vụ một đảng Cộng Hòa là chúng ta thấy được họ chỉ vì lợi ích của họ thôi. Đấy. Cái tập đoàn nào nó hậu thuẫn cho cái đảng nào, khi cái đảng nào lên cầm quyền, cái ưu thế tuyệt đối nằm thuộc về cái tập đoàn, những cái tập đoàn đó. Xin chào anh Ai Việt. Chào Thân và anh em. Không biết Thân có nghe mình nói rõ không vậy Thân? Có nghe rõ anh. Ok, cảm ơn Thân nha. Cũng mới vào cũng nghe Thân nói gì có vấn đề súng và tự do dân chủ ở Mỹ, thì cái vấn đề súng này nó cũng hơi phức tạp một chút, nhưng mà mình thì thích nói về những cái phần tử mà chống đối dân tộc Việt Nam của mình đó mà. Dạ rồi, anh cứ chia sẻ. Thì mấy nãy có nghe Thăng nói là những phần tử mà chống cộng hải ngoại bên này nè, thì đa số họ lúc nào cũng cho là dân của họ đó. Họ lúc nào cũng nói là đồng bào ở Việt Nam mình là dân của họ. Nhưng mà giờ mình phân tích nè, anh em mình phân tích nè. Quân đội nhân dân Việt Nam từ đâu ra? Thì dĩ nhiên là từ dân ra. Thì bây giờ đó, quân đội Việt Nam đó là hiện giờ là đang lãnh đạo Việt Nam và đang bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thì những người dân và những người công dân Việt Nam hiện sinh sống ở Việt Nam thì đó là dân của đảng và dân của lãnh đạo nhà nước và dân của Tổ quốc và dân của đồng bào. Còn những cái phần tử mà Việt Nam Cộng Hòa đó, có khi nào mà họ nói là như là Việt Nam của mình gọi là quân đội nhân dân không? Không. Họ cho là họ là lính Việt Nam Cộng Hòa hay là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Là một cái chế độ đó là một cái chế độ ngoại bang và cái chế độ đó là đế quốc Mỹ và thực dân Pháp để dựng lên. Thì không có lẽ nào, không có lý do nào mà họ tự nhận là dân Việt Nam là của họ. Đó. Không biết là Thăng có hiểu cái ý mình nói không? Em hiểu cái ý của anh á, là tức là đối với cái những người mà chế độ cũ á, là do một cái thế lực ở ngoại bang thành lập nên để làm tay sai cho cái thế lực ngoại bang đó để đàn áp nhân dân Việt Nam, để khai thác tài nguyên khoáng sản của Việt Nam đó. Nhưng mà họ lại nhận là những người dân là đặt dưới sự bảo hộ thương yêu của họ, thì cái này là một cái sự bất hợp lý. Nó nghịch lý, nó rất là nghịch lý. Mà không những vậy đó, họ là những cái thành phần tay sai, mà họ là những cái thành phần hồi xưa là công dân của Pháp, của quốc tịch của Pháp, rồi sau này đó họ đi theo cái chế độ Ngụy Sài Gòn dựng lên, là Mỹ nó dựng lên đó, thì dựng lên một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa này thì anh em cũng biết và ai cũng biết và cả thế giới cũng biết là một cái chế độ tay sai, là một cái chế độ phải nói là lính đánh thuê. Cho nên thì Thăng biết và anh em biết những cái thành phần mà lính Việt Nam Cộng Hòa mà khi mà qua Mỹ đó là họ phải khai cái lý lịch của họ, có phải là họ đã từng phục vụ trong quân đội hay là trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa là không. Chính vì đó, là họ những cái thành phần con nuôi của đế quốc Mỹ. Đó lý do tại sao anh nói là con nuôi của đế quốc Mỹ là tại vì là khi mà họ qua Mỹ đó, là danh sách Mỹ trong cái những thành phần lính Việt Nam Cộng Hòa đó là đều trong danh sách hồ sơ của Mỹ hết đó. Thì nếu mà anh đã nằm trong danh sách và hồ sơ của Mỹ rồi là anh không có khác gì đó, là những cái thành phần là lệ thuộc, và lệ thuộc về cái bản chất và lệ thuộc về cái mặt là con người, về là gọi là công dân đó. Họ đâu có phải là công dân ở dưới một cái nước là xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu, mà họ là những cái thành phần lính Việt Nam Cộng Hòa làm thuê, đánh thuê, cho nên là họ lệ thuộc về Mỹ. Thì khi mà đi phỏng vấn, khi mà qua mấy cái trại tị nạn phỏng vấn, hay là đi mấy cái diện mà HO đó, hay là những cái thành phần mà bây giờ mà đi cái diện mà gọi là lính bảo lãnh hay là này nọ đó, là lệ thuộc về đế quốc Mỹ. Thì họ không có tư cách gì mà bây giờ họ gọi những người công dân Việt Nam. Lời lẽ của Bác Hồ thì Bác Hồ nói sao? Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Thì bây giờ mình phân tích là cái chữ cút nè, là trước hết là đánh cho Mỹ cút trước. Tại sao Bác Hồ dùng cái chữ cút? Tại cút ở đây đó, là cái thằng Mỹ, là cái thằng tướng cướp, nó qua nó xâm lăng nước người ta, nó đã từng nuôi những cái chế độ tay sai bù nhìn để đó làm bia đỡ đạn cho nó. Khi dân tộc Việt Nam của mình, nhân dân Việt Nam của mình đã bỏ xương máu, đã bỏ mồ hôi, đã bỏ công lao để đánh lại đế quốc Mỹ. Cái cuộc chiến trường kỳ, phải nói cuộc chiến phải nói là mùa xuân đại thắng, là trong lịch sử Việt Nam mãi mãi là cuộc chiến anh hùng Và đế quốc Mỹ, cuộc chiến đế quốc Mỹ bây giờ nó rất là hối hận. Là anh nói về cái chữ cút nè. Cút thì chính là bác Hồ nói cút ở đây cái nghĩa là gì? Là thằng Mỹ là thằng cướp. Bây giờ nó đã rút quân, nó thua, nó bỏ chạy. Thì bây giờ nó rất là cay cú. Là anh dùng cái chữ là cay cú nè. Trước hết là nó cút. Sau này trước hết là nó cút, là bác Hồ dùng cái chữ cút. Sự thật là cút trở thành là nó là cái thằng cướp. Rồi bây giờ nó đã thua, nó về nước thì nó rất là cay cú, cho nên nó nuôi những cái thành phần chế độ ngụy này nè, những thành phần mà ngụy mà phản quốc này nè đó, để làm tay sai công cụ cho nó. Cũng Việt Nam. Thì nó không có đủ tư cách gì mà đại diện cho dân tộc Việt Nam, và nó không có đủ tư cách. Khi mà chủ nó chạy rồi á thì nó nhào, khi mà nó nhào rồi đó thì bây giờ á, thì nó đem cái nhục, là anh dùng cái chữ nhục nha. Thì bây giờ tụi nó cảm thấy nó rất là nhục nhã, tại vì dân tộc Việt Nam của mình á, và đồng bào của mình á, lúc nào cũng đi theo dĩ nhiên á, là lời dạy của Bác Hồ. Cái thứ hai nữa là lý tưởng của cách mạng, và cái thứ ba nữa là tình dân tộc. Lúc nào cũng là những người anh hùng dân tộc Việt Nam, và những người dân là công dân đó nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay là những người nhân dân bây giờ là lúc nào cũng đứng về sau đảng và nhà nước và tổ quốc của mình.